Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngàn sông Jordan, hỡi Galilê miền đất của dân ngoại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó Đức Giêsu bắt đầu giao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê giảng dạy trong các hội đường, giao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân, dành tiếng người đồn ra khắp xứ Syri. Thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt, và người đã chữa họ. Từ miền Galilê, vùng thập tỉnh, thành Jerusalem, miền Jude và vùng bên kia sông Jordan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo người. Anh chị em thân mến, chúng ta vừa cùng với hội thánh mừng lễ Chúa Hiển Linh. Chúa tỏ mình ra cho các nhà chiêm tinh là những người đại diện cho dân ngoại. Suốt tuần này, nghĩa là từ lễ Chúa Hiển Linh cho đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Jordan, phục vụ lời Chúa trình bày cho chúng ta về khuôn mặt của chính Chúa Giêsu. Nói cách khác, qua các đoạn lời Chúa được tuyển chọn trong các sách tin mừng, phục vụ lời Chúa muốn chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt Đức Giêsu như chính Ngài đã tỏ mình ra cho các môn đệ, hay như những gì mà sách thánh muốn mặc khải về Ngài cho chúng ta. Thông thường, thưa anh chị em, khi suy niệm lời Chúa, chúng ta thường dễ bị cuốn vào các lời khuyên đạo đức, khuyến thiện, phải làm thế này, thế kia. Đó là điều cần thiết. Tuy nhiên, việc tìm về với nguồn của mặc khải hay những gì chính Chúa tỏ mình ra, thiết nghĩ đó mới là điều quan trọng. Chính nền tảng đó đòi chúng ta hay buộc chúng ta phải sống một đời sống đạo đức thật. Việc phải sống một đời sống đạo đức là điều dĩ nhiên mà bất cứ ai trong bất cứ tổ chức, tôn giáo và ngay cả một xã hội bình thường cũng đòi hỏi mỗi chúng ta phải sống. Điều khác biệt ở đây đó chính là niềm xác tín nơi chúng ta quyết định hành vi sống của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta phải sống đạo đức bởi vì những gì Chúa bày tỏ chúng ta về người. Chính lòng tin chúng ta đưa chúng ta đến hành động, và hành động tốt sẽ củng cố đức tin chúng ta. Bài tin mừng, thưa anh chị em, mà chúng ta vừa nghe đọc hôm nay mời gọi chúng ta đến với Chúa Giêsu là hiện thân của nước trời. Đây không phải là chỗ duy nhất trong tin mừng Đức Giêsu ví mình là nước trời. Trong tin mừng Marco chương 1, tác giả Marco cũng cho chúng ta biết sau khi chịu phép rửa tại sông Jordan, Đức Giêsu đã khai mạc sứ vụ công khai của người. Ngài nói: Thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Theo các nhà chú giải Thánh Kinh thì toàn bộ sứ mạng của Chúa Giêsu xoay quanh chủ đề nước trời. Ngài không chỉ giao giảng về một nước trời của một tương lai đang đến ở trên mây trời, mà trong tư cách là con Thiên Chúa, thưa anh chị em, Ngài làm cho nước ấy hiện diện cách cụ thể giữa lòng thế giới này. Những dấu hiệu cụ thể để nhận biết nước trời đã có là người câm nói được, người què đi được, bệnh nhân được chữa lành, và tin mừng của Chúa được loan báo cho muôn dân. Đối với chúng ta, thưa anh chị em, để đón nhận nước Chúa, điều quan trọng là sám hối mọi lỗi lầm. Như chính Chúa đã nói, nước trời đã gần đến, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Theo cha Cantalamessa, giảng viên phủ giáo hoàng, thì hành vi sám hối đích thực chính là việc tuyên xưng lại lòng tin của chúng ta. Nếu thực sự chúng ta tin vào Chúa, thì thưa anh chị em, chính ơn Chúa sẽ biến đổi chúng ta. Chúng ta là những công dân nước trời, chúng ta cũng được mời gọi cùng Chúa Giêsu xây dựng nước trời giữa thế giới này,
bằng việc cùng nhau dấn thân xây dựng một nền văn minh của tình yêu và sự sống. Với mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta tuyên xưng rằng Thiên Chúa đã đến và người đang ở giữa nhân loại. Chúa đang ở giữa chúng ta, thưa anh chị em, và chính Ngài là nước trời ở giữa chúng ta. Xin cho chúng ta sống niềm xác tín đó, để cùng Chúa chúng ta ra đi xây dựng nước trời hôm nay.